Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Tiết học ngày hôm trước, các con đã học bài làm quen với thống kê số liệu. Các con đã nắm được cách nhận biết và cách đọc thông tin từ dãy số liệu và bảng thống kê số liệu rồi đúng không nào? Vậy hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau ôn lại những kiến thức mà các con đã học qua bài luyện tập dưới đây nhé. Bài đầu tiên, cô và các con hãy cùng nhau đọc yêu cầu đề bài. Bài 1. Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của lớp 3 ở một trường tiểu học. Dựa vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau. A. Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? B. Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi? C. Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi? D. Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? E. Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất? Và để trả lời các câu hỏi này, các con hãy quan sát bảng thống kê thật kỹ để chúng ta cùng nhau trả lời các câu hỏi nhé. Và nhìn vào bảng thống kê, các con biết rằng bảng thống kê của chúng ta có 5 cột và có 2 hàng. Hàng trên sẽ là ghi lớp. Các lớp được ghi ở đây là lớp 3A, lớp 3B, lớp 3C và lớp 3D. Hàng dưới sẽ là số học sinh giỏi tương ứng của mỗi lớp. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu trả lời các câu hỏi nhé. Câu A, lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Để trả lời câu hỏi này, các con phải nhìn vào bảng thống kê. Ngay cột lớp 3B, đây chính là số học sinh của lớp 3B. Các con đã trả lời được chưa nào? Câu hỏi tiếp theo, lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhìn vào cột lớp 3D và xác định số học sinh giỏi của lớp 3D. Câu C, lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi? Để làm được câu này, các con phải xác định được số học sinh giỏi lớp 3C và 3D. Các con hãy nhìn vào bảng thống kê. Ở ngay cột lớp 3C, đây chính là số học sinh giỏi của lớp 3C và lớp 3A. Đây chính là số học sinh giỏi lớp 3A. Vậy biết được lớp 3C nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi, chúng ta làm phép tính gì các con biết không nào? À, chính xác, chúng ta phải làm phép tính trừ. Chúng ta sẽ lấy số học sinh giỏi lớp 3C trừ đi số học sinh giỏi lớp 3A. Để làm bài này được chính xác, các con hãy lấy giấy nháp ra và đặt tính vào nháp để tính cho chính xác nhé. Câu tiếp theo, câu D, lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Để biết được lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất, các con hãy nhìn vào hàng số học sinh giỏi của các lớp. Và chúng ta sẽ xác định số lớn nhất. Và tương ứng với số lớn nhất đó sẽ là lớp có số học sinh giỏi nhiều nhất. Các con đã xác định được chưa nào? Câu E, lớp nào có ít học sinh giỏi nhất? Tương tự như câu D, các con hãy nhìn vào số học sinh giỏi của mỗi lớp. Và chúng ta sẽ xác định được số nhỏ nhất trong bảng số liệu này. Và tương ứng với nó sẽ là lớp có số học sinh giỏi ít nhất. Rồi, vậy các con đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không nào? Các con hãy ghi lại các kết quả vào phiếu bài tập nhé. Cô và các con sẽ cùng qua bài tiếp theo. Bài 2. Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong 3 tháng đầu năm. Và nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau. A. Tháng 2, cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại? B. Trong tháng 3,
Vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét? C. Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa? Và để trả lời các câu hỏi này, các con lại phải quan sát thật kỹ bảng thống kê này. Các con hãy cho cô biết bảng thống kê này có mấy cột và mấy hàng nào. À, bảng thống kê của chúng ta có 4 cột và có 3 hàng. Hàng đầu tiên đó chính là số tháng. Ở đây chúng ta sẽ có 3 tháng, tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Và hàng tiếp theo sẽ là số mét vải trắng của cửa hàng đã bán tương ứng với mỗi tháng. Hàng cuối cùng, đây là số mét vải hoa cửa hàng đã bán tương ứng với mỗi tháng. Sau khi quan sát kỹ bảng thống kê, các con hãy cùng nhau trả lời câu hỏi nè. Câu hỏi đầu tiên, câu A, tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại? Để biết được tháng 2 có bao nhiêu, bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại, các con hãy quan sát vào bảng thống kê. Ngay cuộc tháng 2, chúng ta sẽ thấy rằng hàng trên đó chính là số vải trắng mà cửa hàng đã bán được, và hàng dưới đó là chính là số mét vải hoa mà cửa hàng đã bán được trong tháng 2. Câu tiếp theo, câu B, trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét vải? Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên các bạn phải xác định được trong tháng 3 có bao nhiêu mét vải trắng và bao nhiêu mét vải hoa. Sau đó muốn tìm được số vải bán được nhiều hơn, số vải hoa bán được nhiều hơn số vải trắng, các con thực hiện phép tính gì nào? À, chúng ta sẽ lấy số mét vải hoa trừ đi số mét vải trắng là chúng ta đã có câu trả lời rồi đấy. Tiếp theo câu C, mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa? Ở đây chúng ta sẽ xác định số mét vải hoa, đó là hàng dưới cùng. Và mỗi tháng, tức là tháng 1, các con phải xác định được tháng 1 bán được bao nhiêu mét, tháng 2 bán được bao nhiêu mét vải hoa, và tháng 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa. Sau khi nhìn bảng thống kê như thế này, các con hãy viết lại kết quả vào phiếu bài tập của mình nhé. Cô vừa hướng dẫn cho các con cách làm tất cả các bài có trong bài luyện tập của chúng ta hôm nay. Các con hãy đọc thật kỹ yêu cầu đề bài một lần nữa và viết kết quả vào trong phiếu bài tập nhé. Chúc các con làm bài tốt. Hẹn gặp các con vào tiết học ngày hôm sau.